sân bay ở San Francisco. Những hình ảnh này có lẽ chưa từng được bắt gặp ở bất kỳ một sân bay nào khác. Một đàn dê đang được đưa vào ăn cỏ xung quanh sân bay. Chúng tôi phải có biện pháp ngăn chặn hỏa hoạn khi thảm thực vật ở đây đang bắt đầu khô dần. Đó là lý do chúng tôi đưa những con dê vào đây. Hiện chúng tôi có khoảng 400 con dê và chỉ cần từ 2 đến 3 tuần, chúng sẽ xử lý hết số cỏ khô quanh sân bay. Một số người bạn bốn chân cũng được đưa vào làm phương tiện đi tuần xung quanh các sân bay. Các nhân viên an ninh tại sân bay Houston ở Texas cảm thấy thoải mái hơn khi cưỡi ngựa đi tuần. Trong khi đó, ông lại là loài vật được cho phép đưa vào nuôi tại sân bay Seattle. Các quan chức sân bay nói rằng ước tính có khoảng 500.000 con ong đang coi nơi đây là mái nhà của chúng. Sân bay là điểm đến và là môi trường sống tuyệt vời của loài vật có tác dụng thụ phấn này, bởi chúng tôi biết chính xác trên đất có những gì. Không chỉ tạo một không gian sống cho loài vật này, việc đưa ong vào sân bay còn nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết của mọi người về các nhà sản xuất mật ong của thế giới. Các nhà khoa học Croatia đã huấn luyện được một loài ong có thể phát hiện bom mìn, còn trôn dưới đất cách xa khoảng 4 km. Vậy nên có thể trong một tương lai không xa, những con ong này sẽ đóng một vai trò quan trọng hỗ trợ con người kiểm soát an ninh sân bay.